Xin chào các bạn. Thì trong video này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái nhóm hàm về ngày tháng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ba hàm, đó là hàm day, hàm month và hàm year. Đó. Thì đầu tiên đó là hàm day. Hàm day cái chức năng của nó là trả về cái ngày của một cái chuỗi ngày giờ mà các bạn nhập vào. Đó. Trả về cái ngày thôi, chỉ lấy cái ngày thôi. À, như vậy thì cái này nó sẽ trích sức cái ngày của một cái ngày đầy đủ của chúng ta. Ví dụ như ở đây có lấy cái ngày hiện hành đó. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái hàm d để lấy ngày hiện hành bằng d. Ngày hiện hành thì sử dụng hàm gì để lấy các bạn? Chúng ta có thể sử dụng một trong hai hàm, đó là hàm now hoặc hàm today để lấy cái ngày hiện hành. Đúng chưa? Ví dụ như chúng ta sử dụng hàm today chẳng hạn. Rồi đó, rất đơn giản. Rồi đó, nó lấy cái ngày, ví dụ như bữa nay là ngày 25, nó lấy ngày. Tương tự như vậy thì chúng ta có cái hàm month. Hàm month thì nó không lấy ngày, mà hàm month nó sẽ lấy cái tháng. Được chưa? Lấy cái tháng. Ví dụ như lấy tháng hiện hành thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái công thức đó là month. Rồi cái ngày hiện hành thì chúng ta sử dụng hàm today hoặc là now cũng được, ví dụ như tôi sử dụng hàm now đó. Đó, các bạn thấy nó cũng lấy được cái tháng, được chưa? Rồi tháng 9 đó. Rồi cái năm thì chúng ta sử dụng cái hàm đó là hàm year, đó. Rồi sử dụng. À, các bạn thấy nó lấy cái năm hiện hành. Ví dụ như bữa nay ngày 25 tháng 9 năm 2016 thì ngày đó là 25 tháng 9 năm 2016. Được chưa? Như vậy các bạn thấy ba cái nhóm hàm này là chức năng của nó là sẽ dùng để trích sức từng cái thành phần của một cái ngày đầy đủ. Đó, chức năng của nó là trích sức. Được chưa? Day thì lấy ngày, month thì lấy tháng, year thì lấy năm. Rất dễ. Rồi thì giả sử như cái ví dụ bên đây, chúng ta giả sử như chúng ta có một cái ngày sinh ở đây chẳng hạn, và cái yêu cầu là chúng ta sẽ trích cái ngày tháng năm ở đây ra, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hàm đó là lấy ngày hàm d, lấy tháng hàm âm, cái năm hàm gì, như vậy thôi. Đó. Đây. Ngày. Rồi tháng thì sử dụng là month. Rồi năm thì sẽ sử dụng là year. Đó, các bạn thấy nó trích ra được từng cái thành phần đây. Rồi. À, giả sử như tiếp tục ở đây chúng ta có một cái ví dụ nữa, cũng là về tính tuổi ở cái video trước, các bạn thấy là chúng ta cũng tính tuổi được đúng không? Đó. Video trước chúng ta tính tuổi mà nó ra là ra chính xác luôn, ví dụ như 36 chấm mấy vậy đó. Đó, chẳng hạn. Nhưng mà thường thường các bạn thấy là giả sử như có ai hỏi bạn, các bạn có trả lời là 36 chấm mấy không? Không. Các bạn chỉ trả lời là các bạn bao nhiêu tuổi thôi, không? 30, 25. Đó. Vậy thôi à, chứ không có nói cái phần lẻ đúng không? Thì cách để chúng ta tính cái tuổi mà chúng ta không quan tâm tới cái ngày tháng đó, tức là cái tuổi tròn thôi, thì đơn giản là chúng ta lấy cái năm chúng ta trừ cái năm hiện tại trừ cho năm sinh chúng ta ra, được chưa? Đó. Giả sử như tôi sinh vào năm 1990 và năm hiện tại là 2016, như vậy cái tuổi của tôi là bao nhiêu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lấy cái năm vậy. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ban hành công thức để tính. Rồi lấy cái năm của cái ngày hiện tại. Ngày hiện tại là today hoặc là now đó các bạn, trừ cho cái năm sinh của chúng ta. Ví dụ như là ví dụ như tôi sinh vào ngày 1 tháng 4 năm 1990 đó.
thì các bạn thấy phải tính ra được là bao nhiêu tuổi đây? À, 116 tuổi. Tại sao lại ra 116 tuổi? Rồi, các bạn thấy ở đây nó có vấn đề như thế nào đây? À, chúng ta sử dụng cái gì? Sử dụng cái năm thì chúng ta phải đặt ở đâu? Giống như kem. À. Rồi, 26 tuổi này ha. À. Rồi, thì đó là cái cách để cho các bạn tính toán cái tuổi mà các bạn không quan tâm tới cái ngày tháng, để là tính cái trọn tuổi. Và thì video hôm nay mình giới thiệu với các bạn về ba cái hàm mà để mà trích xuất cái thành phần của một cái ngày đầy đủ. Thì xin chào các bạn.